Hello, xin chào mọi người, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy hút bụi sử dụng bằng pin của hãng Magita với mẫu sản phẩm là DC180SIB nha các bạn. Thì cái bộ sản phẩm này đi kèm với máy, thì bộ sản phẩm này đi kèm có phụ kiện đi kèm như là một pin và một sạc nha các bạn. Và ba đầu để mình hút bụi. Thì con này nó sử dụng pin 18V nha các bạn. Với 1.5A và sử dụng 18V. Bên cạnh đó thì đây là cái bộ phận hộp nha các bạn. Đây là bộ phận hộp của phần máy hút bụi có tem in mã vạch để chống hàng giả nha các bạn. Tiếp theo đó là bộ phận sạc này. Thì cái máy này có những cái phụ kiện thì tụi mình cũng sẽ có bán lẻ nha các bạn, nên những cái cục sạc này nó sẽ có một cái mã riêng, như cục sạc này có mã riêng là DC18SD nha các bạn. Sạc nhanh pin 10 từ 12, pin 14V cho tới 18V nha các bạn. Và có điện hiển thị đèn rất là chi tiết trên bộ phận của sạc nha các bạn. Ở phía sau thì có thông số kỹ thuật sử dụng điện 220V và có số seri như các bạn, tấm hàng giả. Và bên cạnh đó thì bộ phận pin, thì bộ phận pin như các bạn thấy thì đây là bộ phận pin, cái là nhỏ gọn và pin mới của hãng Magita nha các bạn. Pin mới ở đây là pin này nó mới, nhưng mà nó sẽ mới sản xuất nha các bạn, và có dấu sao. Thì cái ký hiệu này thì giúp chúng ta biết được cái pin trâu và pin xài mạnh nha các bạn. Thì có dấu sao đây, có ký tự đây. Và pin này thì khá là nhỏ gọn, 18V và 15A và sử dụng 1.5A nha các bạn. Phía sau thì có mã của pin là BL1815N nha các bạn. Đây. Và có tem cảnh báo số seri của pin. Và bên cạnh đó thì bộ phận thân máy. Thì bộ phận thân máy thì bộ phận màu xanh trắng, xanh đen trắng quen thuộc của Magita nha các bạn. Và logo thì được in dập nổi ở trên phía cái bầu chứa bụi. Và phần thân thì được ốp toàn bộ bằng cao su màu đen nha các bạn. Đây, phần tay cầm thì ốp được cao su để giúp chúng ta chống được mồ hôi tay hoặc là dầu nhớt trên tay khi chúng ta sử dụng không bị sạch sẽ máy nha các bạn. Bên cạnh đó thì ở phía phần phía dưới thì có in thông số kỹ thuật và in mã của thân máy nha các bạn. DCL180 nha các bạn, sử dụng pin 18V số seri. Và con máy thì khá là nhỏ gọn. Thì phía bên trong thì có bầu chứa bụi đây nha các bạn. Tháo lắp thì khá là dễ dàng. Đây bầu chứa bụi. Đây. Các bạn. Rất là chắc chắn và sử dụng rất là bền và tiện lợi nha các bạn. Sử dụng pin thì rất là lúc nào cũng phải tiện lợi. Và bên cạnh đó thì cái sử dụng cái loại pin 18V và có khả năng chứa được cho cái bình chứa này chứa được cho 650ml nha các bạn. Và cái lượng khí tối đa của nó là 1.3 mét khối trên phút với cái lưu lượng hút tối đa là 3.6 kPa và thời gian sử dụng liên tục được 20 phút nha các bạn. Và kèm theo pin sạc bảo hành 6 tháng, trọng lượng thì 1,5 kg nha các bạn. Với có ba cái đầu hút bụi để chúng ta dễ tiện hút chỗ những nơi hẹp nha các bạn. Đây, cái này là mình sẽ gắn vào đây và mình sẽ hút vào những cái ngóc ngách mà cái bộ phận này nó không đưa vào được nha các bạn. Thì đây sẽ hút vào trong ngóc ngách được, khá là thuận tiện. Thì đây đó mình có thanh nối dài nha các bạn, cái ống nối dài để gắn được cho hai đầu luôn các bạn. Đây. Đây các bạn, rất là thuận tiện nha các bạn và sử dụng rất là tốt. Magita thì hàng luôn luôn chất lượng cao nha các bạn. Thì đi kèm với máy thì có catalog và sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc của Magita nha các bạn.
mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái con máy ốc bụi sử dụng pin 18V của Makita, một bộ sản phẩm có pin và một pin và một sạc. Với mã sản phẩm là DCL180SIB nha các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc thì muốn tư vấn thêm về cái máy ốc bụi này thì hãy liên hệ với số điện thoại, hãy truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì đừng quên một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chất lượng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.